chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cà phê sáng của truyền hình Bình Phước. Diệu Hiền và Vũ Trung sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 20 phút của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, thế giới đang chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm trong không khí lo lắng bao trùm bởi sự xuất hiện của biến thể Omicron. Mặc dù vậy thì có lẽ sau gần 2 năm chống chọi với Covid-19, nhiều người đang dần tự cân bằng được cuộc sống bằng trạng thái bình thường mới. Thực tế cho thấy chúng ta đã và đang học được nhiều bài học từ đại dịch, trong đó có bài học về sự bình tĩnh và xoay chuyển sinh hoạt hàng ngày, thích ứng với các tình huống đầy thách thức. Đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong ít phút nữa của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với điểm hẹn cuối tuần. Kính thưa quý vị khán giả cũng như là chị Diệu Huyền, vào sáng đẹp trời như ngày hôm nay thì tự nhiên tôi muốn chia sẻ đến chị cũng như là quý vị khán giả một vài câu thơ rất là thú vị. Không biết là chị Diệu Huyền có đồng ý không nào? Còn gì bằng nữa, ngay bây giờ xin được mời anh Hữu Trung ạ. Vâng, kính thưa quý vị, câu thơ mà Hữu Trung muốn chia sẻ đó là hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Không biết là chị Diệu Huyền còn nhớ những câu thơ này không ạ? Tất nhiên là Diệu Huyền đã nhớ đến bài thơ Hạt gạo làng ta của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Thưa quý vị, bài thơ đã thể hiện rất là sâu sắc về giá trị của hạt gạo. Những âm điệu này cũng xuất hiện trong rất nhiều lời ru, lời hát và cả trong bài giảng của cô thầy mà từ nhỏ Diệu Huyền cũng như là anh Hữu Trung cũng như tất cả quý vị đã được nghe. Hạt gạo là kết tinh, những gì tinh túy nhất từ mồ hôi và có cả nước mắt hạnh phúc của người nông dân. Hôm nay, mời quý vị hãy cùng phóng viên chương trình khám phá về vẻ đẹp của những cánh đồng ruộng lúa trên quê hương Bình Phước để hiểu thêm về quá trình tạo ra hạt gạo trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta. Quý vị nhé! Thưa quý vị, cánh cò, đàn trâu, cánh đồng là những hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với mỗi chúng ta, và nó cũng là cái nguồn cảm hứng sáng tác cho rất là nhiều thi sĩ và nghệ sĩ. Và Thu Hà cũng không thể nào mà cưỡng lại được trước cái vẻ đẹp ngút ngàn của những cánh đồng nơi đây. Và mời quý vị cùng theo chân Thu Hà khám phá xem là trên những cánh đồng này có cái gì thú vị nhé. Dọc các cung đường vào ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, mùa này chúng ta sẽ bắt gặp những cánh đồng trải dài xanh mướt, pha với chút nắng vàng đẹp như tranh vẽ. Những cánh đồng lúa ở đây đã có từ rất lâu, tiêu biểu như ruộng lúa của ông Nguyễn Văn Búi, một trong những nông dân sản xuất giỏi của địa phương. Trải qua bao thế hệ bám với nghề trồng lúa, hiện tại ông Búi là đời thứ ba. Ông mong muốn đời con cháu mình cũng sẽ tiếp nối, giữ lại thửa ruộng của gia đình. Tôi rất mong muốn như thế, thì theo mình như chú mai mốt già chú làm không nổi thì mong cho con cháu mai mốt làm như chú vậy đó. Có nghĩa là mình được đảm bảo cái vụ mà lương thực, mình vừa có kinh tế thu nhập nó ổn định, tuy là nó không được nhiều nhưng mà nó ổn định, nó chắc chắn hơn, nó chắc ăn hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa mình giữ lại được cái đồng lúa, cái đồng ruộng của mình. Những năm trở lại đây, người nông dân đã tận dụng và phát triển rất tốt giống lúa 3 tháng. Từ khi áp dụng giống lúa này, bà con lúc nào cũng thu hoạch đều đặn. Ruộng này thu hoạch thì ruộng kia gieo trồng. Đời sống người nông dân cũng cứ thế đi lên. Con đứng ra đây, con đưa cái trang cho dài ra. Dạ. Rồi con vét cái mương đó, vét dài qua đó thôi. À, dạ. Nhẹ nhẹ nhẹ, bước cẳng lên trên này một cẳng. Chú ơi, thì cái công đoạn này là mình gọi là làm gì à chú? Mình gọi là mình móc mương con để xả lúa. Dạ. Là móc dài ra đây đúng không chú? Móc dài ra đó đi. Dạ. Thưa quý vị, thì đây là một cái công đoạn được gọi là móc mương con cho cây lúa. À, để cho nó khô nước để xả lúa. Thì công việc này nhìn tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng mà nó không hề đơn giản một tí nào ạ. Ở đây dưới chân của mình thì nó rất là sình, nó rất là lầy. Để mà nhấc được một cái chân lên thì nó rất là khó khăn, nó rất là khó luôn á.
Và Thu Hà cảm thấy rất là thú vị vì ngày hôm nay đã được tự tay tham gia trở thành một cái người nông dân làm lúa để hiểu được cảm giác của một người nông dân như thế nào. Dạ, chú ơi, vậy mình đi cái mương tiếp theo nha chú. Chỗ này là xong rồi đúng không chú? Trồng lúa phải trải qua rất nhiều công đoạn. Móc mương con là một trong những công đoạn rất quan trọng trong các giai đoạn trồng lúa. Việc này nhằm tạo ra những rãnh nhỏ để mỗi khi trời mưa, nước sẽ theo rãnh đó chảy ra mương lớn mà không bị đọng lại trên ruộng làm lúa ngập úng. Tận mắt thấy và tự trải nghiệm công việc này thì mới thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của người nông dân làm ra hạt gạo. Từ đó thêm yêu, thêm quý hơn hạt gạo, bát cơm mà mình ăn hàng ngày. Thật tuyệt vời đúng không quý vị? Cây lúa không chỉ đem lại nguồn kinh tế cho người nông dân mà còn là nơi xoa dịu lòng ta giữa bộn bề lo toan của cuộc sống. Thả nhẹ lòng mình đi trên những cánh đồng, hít hà hơi lúa thơm mát, quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thu Hà trong chương trình sáng nay. Chương trình được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, tính đến giữa tháng 11 năm 2021, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 7,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm là mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất, ước đạt gần 350 triệu đô la Mỹ, tăng 11%. Mặt hàng cá tra cũng đã có tín hiệu khả quan với mức tăng 23% trong tháng 11 khi đạt khoảng 178 triệu đô la Mỹ. Xuất khẩu cá ngừ, mực, bạch tuộc đang hồi phục mạnh với mức tăng trưởng lần lượt là 48% và 37%. Thưa quý vị, xác định tầm quan trọng của việc vận chuyển hàng hóa nông sản thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên, Sơn La. Ngoài việc quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến quốc lộ hiện hữu, Bộ Giao thông Vận tải đã nghiên cứu bổ sung đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên vào quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Căn cứ nhu cầu vận tải, nguồn lực, hiệu quả đầu tư theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải xác định tiến trình đầu tư Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, trong đó đoạn Hòa Bình - Sơn La với tổng chiều dài khoảng 188 km là một trong những đoạn tuyến cao tốc dài nhất cả nước được ưu tiên xây mới trước năm 2030. Đoạn Sơn La - Điện Biên dài khoảng 200 km, đầu tư sau năm 2030. Thưa quý vị, chuyến bay số hiệu QH1592 của hãng hàng không Bamboo Airways đã hạ cánh xuống sân bay Điện Biên Phủ, khai trương đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên. Nhờ tuyến đường bay này mà thời gian hành khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Điện Biên chỉ còn 2 giờ 20 phút. Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ khai thác 5 chuyến mỗi tuần từ Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên và tăng dần tùy theo điều kiện thực tế và nhu cầu của hành khách. Hiện nay, Bamboo Airways đang tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh xúc tiến để mở thêm đường bay kết nối Điện Biên, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng. Dự kiến sẽ khai thác trong năm 2022. Việc xây dựng và khai thác mạng lưới đường bay kết nối Điện Biên với các trung tâm văn hóa kinh tế trọng điểm trên cả nước sẽ góp phần cải thiện diện mạo cho giao thông hàng không Điện Biên. Qua đó, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng cường giao lưu liên vùng giữa Tây Bắc với các trung tâm du lịch, trung tâm kinh tế văn hóa, xã hội lớn của cả nước. Cùng với việc mở cửa du lịch trong tháng 12 này, thành phố Hội An sẽ tổ chức hội đèn lồng chào năm mới với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách, góp phần bảo tồn và quảng bá thương hiệu đèn lồng Hội An. Và sau thời gian dài phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảo Ký ức Hội An cũng sẽ mở cửa đón khách trở lại vào các ngày cuối tuần, từ thứ Sáu tới Chủ nhật, bắt đầu từ ngày 18 tháng 12, với chương trình nghệ thuật thực cảnh đặc sắc và hơn 20 mini show văn hóa độc đáo cùng các gói ưu đãi lớn. Chương trình Hội Đèn Lồng Hội An năm 2022 sẽ khai mạc vào tối ngày 24 tháng 12 tới tại khu vực cầu Hội An với các hoạt động như thắp sáng không gian nghệ thuật sắp đặt đèn lồng, chương trình nghệ thuật trên sông Đêm Hoài Giang và thả hoa đăng trên sông Hoài. Hội Đèn Lồng sẽ kéo dài tới ngày 15 tháng 2 sang năm với cuộc thi sáng tác ý tưởng và chế tác đèn lồng nghệ thuật Hội An.
nghệ thuật sắp đặt đèn lồng, trang trí đèn lồng đường phố, các điểm di tích, qua đó nhằm tôn vinh sự nghiên cứu sáng tạo trong chế tác đèn lồng thủ công truyền thống của các nghệ nhân phố hội. Để chuẩn bị cho sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á, SEA Games 31 sẽ diễn ra ở nước ta vào trung tuần tháng 5 năm sau. Ban tổ chức đã công bố nhà tài trợ kim cương, đó là thương hiệu bia Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco. Đồng thời, thương hiệu này cũng sẽ là nhà tài trợ độc quyền của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại SEA Games lần này. Đây là lần thứ hai bia Sài Gòn đồng hành với thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Ngoài tài trợ ở mức cao nhất cho SEA Games 31, bia Sài Gòn hiện cũng đang là nhà tài trợ độc quyền của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam trong các hoạt động thi đấu trong nước và quốc tế. Trước khi ký kết với ngành thể thao, bia Sài Gòn cũng ký kết hợp tác với Tổng cục Du lịch khi cho ra mắt bộ sưu tập Tết 2022 mang tên Bản sắc Việt. Đây là bộ sưu tập lớn nhất với 63 lon bia mang hình ảnh đặc trưng của 63 tỉnh thành đầu tiên tại Việt Nam. Với mỗi lon bia, in cảnh sắc văn hóa phong tục của một tỉnh thành phố, cùng với đó là một câu thơ ngắn gợi nhắc nét truyền thống của từng địa phương. Những hoạt động này cho thấy nỗ lực đồng hành dài hạn nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa thể thao và du lịch của đất nước. Huyện Mai Châu thuộc tỉnh Hòa Bình được mệnh danh là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất miền Bắc Việt Nam với bản Lác, bản Pom Cộng, hang Mỏ Luông, hang Chiều. Mai Châu không chỉ có thế mạnh về thắng cảnh du lịch mà nơi đây hiện nay cũng còn giữ gìn và bảo tồn được tính bản sắc trong văn hóa, đặc biệt là dân tộc Thái và dân tộc Mông. Những năm trở lại đây, Mai Châu chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa kết hợp với thực tiễn du lịch ở địa phương như một hình thức quảng bá du lịch cho địa phương. Du khách có cơ hội được chứng kiến cùng trải nghiệm thực tiễn, có cơ hội hiểu rõ hơn về văn hóa bản sắc của cộng đồng người dân tộc và mỗi khách du lịch chính là một người đại sứ, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp về thiên nhiên và con người Mai Châu. Thưa quý vị và các bạn, Giáng sinh đang đến rất gần rồi. Nếu như mọi năm thì đây là thời điểm nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch cho kỳ nghỉ lễ cuối năm. Nhưng mà thời điểm này thì với sự xuất hiện của biến thể Omicron, có vẻ như là mọi kế hoạch ấy sẽ phải thay đổi thôi. Tuy nhiên một điều ít ai ngờ tới là nhiều địa điểm nổi tiếng vẫn khá đông du khách quốc tế. Dường như nhiều người trên thế giới đang dần quen với trạng thái bình thường mới, bình tĩnh, thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh. Chính là bài học mà chúng ta rút ra được từ đại dịch Covid-19. Vì suy cho cùng thì cuộc sống vẫn phải diễn ra, dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa. Mùa lễ hội cuối năm bắt đầu khiến thành phố New York của Mỹ nhộn nhịp hơn, du khách tấp nập và các cửa hàng, cửa hiệu được trang trí rực rỡ, bắt mắt. Khác với thời điểm cuối năm ngoái, năm nay lượng khách du lịch quốc tế và nội địa đổ về thành phố New York đang có dấu hiệu tăng mạnh. Đây là điều chưa từng có từ thời điểm thành phố này trở thành tâm dịch của nước Mỹ và thế giới. Tôi đã chờ rất lâu để tới đây, để được ngắm nhìn những ngọn đèn Giáng sinh lung linh. Dường như tất cả đang quen dần với trạng thái bình thường mới, kể cả khi biến thể Omicron nguy hiểm xuất hiện. Tôi không quá lo lắng vì đã tiêm đủ vaccine. Tôi đã tiêm vaccine và được bảo vệ, vì thế tôi cố gắng giữ trạng thái sức khỏe tốt nhất là được. Kể từ khi các quy định hạn chế đối với khách quốc tế được nới lỏng, các lượt tìm kiếm liên quan đến du lịch New York đã tăng đột biến tới 50%. Từ ngày 8 tháng 11, du khách đủ 2 mũi là có thể đến đây. Nhiều người muốn tới New York, nhất là vào dịp lễ hội cuối năm. Mặc dù Omicron là một nhân tố khó lường, nhưng tôi tin sức hấp dẫn của New York vẫn đủ để kéo khách quốc tế tới đây. Họ đang học cách sống chung với Covid-19. Theo Liên hiệp Quảng trường Thời đại, đơn vị đảm nhận vai trò quảng bá địa điểm nổi tiếng này, số lượng khách du lịch tới đây đã tăng lên mức 250.000 người một ngày, gấp nhiều lần so với con số 30.000 người thời điểm dịch Covid-19 mới bùng phát. Tình hình không quá tệ, có điều chúng tôi sẽ phải thực hiện nhiều bài kiểm tra hơn để trở về Anh khi kết thúc kỳ nghỉ. Tôi có lo lắng một chút nên phải cẩn thận hơn, mọi thứ sẽ ổn, miễn là tuân thủ khoảng cách xã hội. New York đang dần trở lại nhịp sống quen thuộc trước đây. Nhu cầu đang có xu hướng tăng cao, các khách sạn, xe buýt, du lịch đều được đặt trực tuyến từ nước ngoài. Chúng tôi đang kỳ vọng vào sự bùng nổ du lịch trong dịp nghỉ lễ cuối năm.
virus SARS-CoV-2 với các biến thể của nó, mà mới nhất là Omicron, đã, đang và sẽ còn đe dọa đến cuộc sống bình thường mới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhân loại cần quen với thực tế rằng sẽ còn có những biến thể mới trong thời gian tới. Vì vậy, cần phải bình tĩnh và tìm ra cách ứng phó hiệu quả nhất. Bởi suy cho cùng, thì dù chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn phải đối diện và mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Thưa quý vị, còn tại Nhật Bản, con người dường như cũng ngày càng thích ứng hơn với cuộc sống bình thường mới. Tại một cuộc triển lãm nghệ thuật ở Tokyo, ban tổ chức đã áp dụng một biện pháp vô cùng sáng tạo để giúp khách tham quan vừa thoải mái ngắm nhìn các tác phẩm, vừa giữ được khoảng cách với nhau, đó là dùng những chiếc dù. Tại triển lãm nghệ thuật trong nhà này, mỗi khách tham quan vào cửa đều sẽ được phát một chiếc dù để duy trì sự giãn cách xã hội. Biện pháp giữ khoảng cách đã trở nên quen thuộc, nhưng đồng thời, thói quen này cũng đang dần mất đi do dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát ở Nhật. Bằng việc cầm một chiếc ô để xem triển lãm đã giúp tôi nhận thức được rõ hơn về khoảng cách giữa mọi người khi ở nơi công cộng. Biện pháp đối phó với COVID-19 này là sản phẩm trí tuệ của nghệ sĩ 62 tuổi Kazuhisa Kusaba, sau khi các cháu của ông được giáo viên tiểu học khuyên nên cầm dù như một biện pháp giãn cách xã hội khi đi học. Khi tôi đang nghĩ cách để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi virus, tôi đã nảy ra ý tưởng về một chiếc ô, vì sẽ luôn có đủ không gian ở giữa mọi người trong phạm vi của một chiếc ô đang mở. Biện pháp phòng dịch thú vị của triển lãm đã cho thấy những chiếc dù tiện dụng không chỉ được dùng để che mưa mà còn là một công cụ giúp giãn cách xã hội trong đại dịch. Việc dùng ô có thể hạn chế số người cùng vào một địa điểm. Tôi nghĩ rằng đó là một cách rất độc đáo để tổ chức một cuộc triển lãm. Trong khi mối đe dọa từ biến thể Omicron vẫn chưa được xác định rõ, Nhật Bản đã quyết định dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài với mong muốn bảo toàn những thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 và ngăn áp lực đối với hệ thống y tế. Tuyến đường sắt Lào-Trung đã được khánh thành theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại các điểm cầu Viêng Chăn, Lào, Bắc Kinh và Côn Minh của Trung Quốc. Đây là dự án thuộc sáng kiến Vành Đai, con đường đầu tiên được hoàn thành tại Đông Nam Á, đồng thời cũng là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Lào. Chính phủ Lào kỳ vọng tuyến đường sắt này sẽ tạo một cú hích lớn, không chỉ giúp thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế của đất nước, mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược biến Lào từ một quốc gia không có biển trở thành một đất nước kết nối khu vực, cho phép nước này tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa lý nằm ở trung tâm của lục địa Đông Nam Á. Được khởi công từ ngày 2 tháng 12 2015, bắt đầu xây dựng thực tế ngày 25 tháng 12 2016, đường sắt Lào Trung có giá trị đầu tư gần 6 tỷ đô la Mỹ. Với chiều dài hơn 426 km nối thị trấn Bò Tèn, tỉnh Luộng Nạm Thà, giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tới thủ đô Viêng Chăn. Ước tính tuyến đường sắt này không chỉ giúp giảm một nửa chi phí vận chuyển giữa hai nước mà còn có thể giúp tăng lưu lượng mậu dịch song phương trong tương lai. Intonation, cộng đồng người lao động đi làm việc ở nước ngoài với hơn 4 triệu thành viên, vừa công bố báo cáo xếp hạng các thành phố lý tưởng cho người nước ngoài đến làm việc năm 2021. Theo đó, Kuala Lumpur đứng đầu trong danh sách 57 thành phố tốt nhất thế giới cho người nước ngoài. Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là các thành phố Malaga của Tây Ban Nha và Dubai của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Kết quả nêu trên được Intonation đưa ra sau khi khảo sát trực tuyến đối với 12.000 người trên toàn thế giới và phát hiện 85% số người được hỏi cảm thấy hạnh phúc khi sống ở Kuala Lumpur, trong khi 65% nói rằng họ dễ dàng kết bạn ở đây. Kuala Lumpur cũng đứng đầu về chỉ số định cư, bao gồm các nhân tố như mức độ chào đón, giá cả phải chăng. Ngoài ra, Kuala Lumpur còn đứng đầu về chỉ số tài chính và nhà ở với 91% đồng ý rằng họ rất dễ tìm được nhà ở tại Kuala Lumpur. 78% số người được hỏi bày tỏ hài lòng với chi phí sinh hoạt và hài lòng với chất lượng chăm sóc sức khỏe của Kuala Lumpur. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 6 trong top 10 thành phố tốt nhất cho người nước ngoài sinh sống và xếp thứ 3 Đông Nam Á sau Kuala Lumpur, Singapore. Thưa quý vị, sau một năm ảm đạm vì ảnh hưởng của đại dịch, toàn thế giới đang hân hoan trong không khí đón chào lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Và thành phố Đài Bắc, Đài Loan của Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ, khi đường phố tại đây đã bắt đầu được trang đèn kết hoa lung linh trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Chính quyền thành phố Đài Bắc đã tổ chức hàng loạt điểm vui chơi mừng Giáng sinh với đèn trang trí, cây thông Noel, các gian hàng mua sắm, ăn uống, chụp ảnh.
Chúng tôi năm nào cũng đến đây. Mỗi một năm trang trí Giáng sinh lại khác nhau, rất đặc biệt và mới lạ. Tôi đến đây ngày đầu tiên mở cửa vì nó đỡ đông hơn. Như thế tôi mới có bức hình đẹp để cho lên mạng xã hội. Lễ Giáng sinh rất ấm áp và tươi vui. Tôi muốn đem con trai của mình tới đây để bé có thể cảm nhận được không khí vui vẻ này. Mặc dù Giáng sinh không phải ngày lễ truyền thống ở Đài Loan, nhưng người dân nơi đây đều đặc biệt đón chờ. Đây cũng được đánh giá là một trong những điểm đón Giáng sinh hấp dẫn nhất thế giới. Những hình ảnh lung linh này đã thay cho lời chúc buổi sáng của những người thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.